Ok, hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với vòng quay may mắn tiếp theo của ngày hôm nay. Để liệu rằng xem coi vị tướng may mắn mà chúng ta sẽ được chơi đó chính là vị tướng gì đây. Nào 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 nào, pháp sư cũng được, carry sát thủ cũng được, con gì nào đi. Allen à, Kinross à, Kinross đúng không, Kinross. Ui đét cha, Bright đét cha ở trời mà. Ok, lần này chúng ta sẽ cùng đến với đó chính là bổ trợ, cũng là một phần quan trọng của dành cho vị tướng mà chúng ta hôm nay sẽ chơi. Liệu đang bổ trợ may mắn tiếp theo chúng ta sẽ là gì đây? Đã là đét cha thì là một cái, đó chính là bộc phá được không, tốc biến cũng được. Ừ, tốc biến tốc hành, nicer, quá đẹp, tốc biến dành cho đét cha nhá. Rồi, và cuối cùng đến chúng ta sẽ cùng đến với cái quan trọng nhất của vòng quay may mắn này, đó chính là trang bị. Trang bị nó sẽ quyết định hết tất cả những gì mà chúng ta muốn chơi, muốn làm thử thách. Rồi, vào nào. Nào, trang bị đam đi, chí mạng công vật lý cũng được. Đừng. Phép à, tanh đi. Ừ, tanh cũng được, phù chú à. Thế là phải lên full tanh kìa. Full tanh kiệt sức đét cha ở ảo thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đó chính là vị trí đường lane mà chúng ta sẽ đi nha anh em. Nói chung là từ nãy giờ là những cái bạc ngọc và là những cái trang bị đó ấy, thì mình có thể đi đường SP và đi top, nói chung đi đâu cũng được trừ mid với lại rừng nha. Mid rừng thì hơi xui ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi này. Yo, nào 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 nào, đường top đi, top hay SP cũng được, top SP cũng được, top SP cũng được, top SP cũng được, đường cây sơ. Ừ đúng rồi, đường cây sơ. Nice. Trời ơi, hôm nay lại may mắn rồi. Nhực đặt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đó chính là bảng ngọc. Liệu rằng sẽ là một cái bảng ngọc gì đây? Nào 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 nào, cho một cái ngọc thủ đi. Đã tanh cho full tanh được không? Đã tanh vào cho full tanh. Ui, cho full tanh thật nè. Ui, không hề cót nha, không hề cót nha mấy ông. Không hề cót nha. Ảo thật đấy. Được rồi, và đây là cái vòng cuối cùng là vòng phù hiệu. Để liệu xem coi phù hiệu thích hợp nhất dành cho Decha đó chính là phù hiệu gì nào. Yo. Nào nào nào, đấu khí nha, đấu khí là đẹp rồi. Với những cái vị tướng tanker này đấu khí lại đầu thai, mình đầu thai lắm thế. Trời má, kiểu này chắc xuống kiếp khác luôn các, đầu thai lắm thật, lại đầu thai. Ok, giờ thì let's go vào trận thôi. À, trận này hơi xui là mình không được cầm DS. Trận này hơi xui là mình đứng S5 anh em ạ. Liệu nào không biết mình có được đi cây sơ hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình xin nha. Đường cây sơ này, mình sẽ cố gắng mình xin nha mọi người. Nhưng mà nhìn cảm thấy hơi no hop rồi đấy. Đứng, đứng hẳn gì mà đứng tận S5 nhỉ. Nào các bro, cho mình xin được không? Ui tỷ lệ thắng nó hơi phèn quá, không xin được rồi. Tỷ lệ hơi phèn đấy, tỷ lệ cao cao tí xin được, tỷ lệ thấp quá đây không dám gửi, chỉ cần giúp chọn thôi nha. Nào các đồng chí, chắc chắn là các đồng chí tốt mà đúng không, giúp mình có đét cha đi. Đúng rồi, trời ơi bạn ơi, tí nữa mình cho bạn một team này, like bạn trước này. Trời ơi, cảm ơn bạn truy cập 12341 nha, quá đẳng cấp. Rồi ok, cho anh em xem bảng ngọc này. Đây, trang bị full thủ nha. Bảng ngọc này, trời má, toàn giáp với máu thôi, hảo thật đấy. Ôi, một con đét cha đi full lên full tank nó sẽ như thế nào đấy. Ok, thì trận này đó chính là mình sẽ gặp với ông Yata gãy cánh à. Liệu rằng mình sẽ gặp Phú Thần Đồng hay là Yata gãy cánh đấy. Gặp What Champ Yata khét vậy. À, thì ra là kiểu, à rồi ok, trận này gặp Yata lên full tank cũng hơi chắc là đấm được đấy đúng không? Chắc đấm được đấy mà. Đầu game thì gặp Yata không sợ đâu. Tí nó cưa nó vỡ mồm luôn đi. Thấy không? Đấm nó luôn này. Đấm nó luôn này. Đấy, đấm nó ngay. Nhơn, nhơn, nhơn 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 sao 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 sao. Vô vô, vô vô. Vô. Yo, ấy da, chết luôn, chết luôn, không sao, không sao, không sao, không sao nha. Một đổi một bất lời. Mình tính sử dụng cái đầu thai nhưng mà mình nghĩ rằng là cái đầu thai này nó rất là quan trọng. Nó chỉ hồi sinh cho chúng ta được 2 lần thôi, là chúng ta sống được 2 kiếp. Vậy nên mà chúng ta sử dụng những cái kiếp này nó sớm quá thì nó lại hơi phí. Vậy nên là những cái nào quan trọng chúng ta mới xài nha mọi người. Đấy, đầu thai nó cũng quan trọng lắm. Mình không biết con đét trà này sẽ nâng mắt kỹ năng gì, nhưng mà mình sẽ nâng đại nha. Chứ mình cũng chẳng biết là con này nó sẽ nâng lên kỹ năng gì đâu. Ôi, trận này mình cũng trận này mình lên tanh nên là không biết liệu nó có đủ đam để giết không nữa. Hay quá bạn ơi, đem tôi chỉ hay quá trời. Mình sẽ dụ nó qua bên đây nhỉ. Đây đây đây, nói này đó. Ôi, nó lên 4 rồi kìa, vãi. Rồi xong rồi, chịu rồi. Trời má, lên 4 sớm vậy men. Ủa, how to lên 4
À nha, nhưng mà nó hết NT rồi nha. Nó hết NT rồi thì mình vẫn có thể chơi được anh em ạ. Mình mới lên 4 được là mình vẫn chơi được nó nha. Không sao, không sao. Nó NT rồi nên là mình cũng không sợ lắm. Đây 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 đây. Thằng Butterfly đang ở đây nha. Butterfly đang ở đây thì mình sẽ lui về. À, mày đang ở đây đúng không? Man. Man bồ hiếu thứ 2. Ôi gì đây? Alo. Ê, tao có bất tử bạn ơi. Bạn nghĩ sao bạn đòi ăn mình vậy? Công nhận là mình cần nghĩ có đét cha để cần đổi bút đi nhở. Mặc dù lên tanh đấy, lên tanh thì cũng gọi là đỡ thử thách thì nó cũng hơi nhẹ nhàng ấy, nhưng mà cảm giác lên tanh nó không có đam. Rồi. Mày tới công chuyện nha mày. Rồi xong, sao mà bay được. Ui, bay thì cũng thế đó bạn ơi. Úi giời ơi, mất tốc biến luôn nhá. Vừa mất tốc biến vừa mất mạng rồi, mày đi. Hình như nâng kỹ năng 2 đúng không? Thấy anh em hay chơi Dead Cha à, hồi bữa cũng gặp One Champ Dead Cha bày mình kêu là nâng kỹ năng 2. Ây da. Trời ơi, thằng đấy. Nó mà không tốc biến là mình giết chắc rồi, tem mình giết được rồi đấy. Không tốc biến đấm nó ngay rồi. Ui, gì kìa, rat. Bạn ơi. Ui dồi ôi, rat ơi. Rat đánh vậy thì chịu rồi. Sao mà nhìn thấy trận này tay mình nó. Ui, kìa, đấm nó. Ui, không giết được à, tự giết được chứ. Hết NT rồi. Natalia nó hết NT rồi nha. Ui, ôi, vừa hồi lại được kìa. Trời ơi, sao NT nhanh thế. Đấm nó. Chạy gì rồi, làm sao chạy được. Mày bay đi. Bay đi. Bay đi. Khựng này, bay khựng với chúng tôi này tuổi. Xin nhạc tuổi rồi bạn ạ. Mày dí, qua đây, dí này. À, từng dí. Trời ơi, này thì ra ta gãy cánh à. Ừ, gãy cánh thật. Trời ơi, game là dễ hết, 3-1 rồi nha. Ừ, công nhận liên tanh phê chứ. Để mình xem lại chiêu thức nha anh em. Mình cũng vẫn chưa biết nên nâng mắt chiêu gì. Nhưng mà mình thấy mấy anh em top đét trai lên hay nâng mắt kỹ năng 2 ấy. Thế nên là mình lên theo. Cũng không biết là con này liệu thật rằng là con này sẽ nâng mắt kỹ năng gì. Trời ơi. Để đép cái trụ nha, không đép trụ là bị mất trụ đấy. Con lính tầm này nó khỏe lắm. Lính tầm này thì trời ơi đấy, không phá là mất trụ ngay. Bây giờ sẽ lên thủ của nha, lên giáp Gaia luôn. Nói chung là thử thách lần này là lên full tank là được, chứ không bắt buộc là chúng ta phải lên đúng theo đồ của nó. Đừng lên đam được, lên đam thì chúng ta sẽ bị thua, bị mất cái thử thách này. Rồi, thằng Yatang cũng ngong ngán khi gặp mình rồi, nó đổi len rồi. Ôi, Yatang gãy cánh ha, gãy cánh thật, còn cánh đâu vậy? À, làm sao? Chơi đi bạn ơi. Chấp trụ đấy. Ây da, đau. Xin lỗi. Mình đùa. Mình đùa chứ đau quá. Ấn ti con này hồi nhanh tí đúng không nhỉ? Ấn ti hồi lâu thế. Ấn ti hồi lâu vãi. À, ba thằng phép à. Vậy là mình biết trận này mình sẽ lên đồ gì rồi đấy. Chúng nó tới công chuyện. Ba đồ phép thì chúng mày đi. Ba đồ phép thì tên bạn đi hết. Nhưng mà Ấn ti hồi lâu quá. À rồi. Ui, đông thế. Aram à. Đánh Aram à, từ nhá. Mình vẫn cố gắng phá trụ này rồi mình di chuyển xong. Đây, di chuyển được rồi. Đây rồi. Booter này cầm cưa. Tao cưa đổ mày, tao đúng nghĩa đen luôn đấy. Nhờn. Sao? Múa. Dậy múa đi. Ui. Chạy. Rồi bây giờ phải hồi sinh này. Giờ phải hồi sinh thật này. Xui thế nhờ. Trời ơi.
Quả đấy biết vậy mình không nên anti để mình giết Butterfly nhờ. Không mà cứ sợ pha đấy lỡ đâu mà sốc đam nhanh quá lại bút không kịp lại chết nữa. Nhiều khi con Butterfly nó hay ao nhây lắm. Nên là cứ như thế cho nó an toàn rồi xong rồi xong đúng rồi bạn ơi bắt nó. Rồi xong chết rồi. Chết ngược rồi. Bậy nha. Sao? Ui. Chịu ấy. Về đi bạn ơi. Không ai cứu được bạn đâu. Ui. Chịu ấy, không ai cứu được bạn đâu. Thôi, bây giờ xuống đi lên trên hỗ trợ team này. Chúng ta mình ở trên nãy giờ đánh hơi nhiều. Đây, đánh nhau rồi. Tôi tới, anh Vũ cầm cưa tới đây. Vũ cầm cưa tới. Rồi, hết máu rồi, tôi Vũ về, anh em về thôi. Con này yếu quá. Holy shit. Cái gì đấy? Đòi chơi, vào đây. Đòi chơi thì vào đây. John ơi. Trời ơi, con này tù lắm, không làm được gì đâu. Trụ rồi thôi. Có khi nào mất cả trụ trên không? Đúng rồi. Mày đi, ây da. Ờ, không sao. 1-1 đổi 3 vẫn lời nha, 1 đổi 3 lời nha. 1 đổi 3 là quá lời rồi. Đấy, trận này mà lên một cái giáp cái da, một cái huân chương tròi nữa, tên bạn đái. Bắt nó, ui, John yếu thế. Tầm này John yếu vậy. Ấn tí chiêu 2 đâu, chiêu 2 đẩy ra. Ừ hay, vẫn giết được. Hay sư. Về đi bạn ơi, chết đấy. Chết đấy. Ừ hay. Hay. Bắn xuyên cỏ là có thật. Đặc vụ công à. Ơ kìa, phá trụ đi bắn. Thế ông rát tem mình đánh cứ nhát nhát kiểu gì ấy. Nè. Giết nó, đấm nó đi, tánh cho. Trời ơi, thôi, về. Trời như cứt đi. Mày bay, ừ. Mày bay. Ừ, mày tóc biến. Mày tóc biến. Ừ, rồi, thôi, chịu. Thằng rát thì chơi gà thế nhở. Thế rát thì mình chơi gà ra man thì. Đấm cái gì vậy? Giết luôn này, Nata này. Xin nhẹ mạng, ui, khoan được rồi. Thể lát tem mình chơi cả vậy. Thôi không sao nha, ít nhất trận này vẫn tem mình vẫn ok. John đồ vẫn chơi được. Còn mấy ông kia thì đánh hơi dở tí thôi. Ôi cái gì mày đắp mộ tao rồi mày. Ủa thôi xong rồi, anti hai mấy giây bạn ơi. Nó bay được kìa. Bay này, ui da, khoan được mạng. Đây, mạng free ấy. Khoan được. Dám nhờn với Vũ. Lưỡi cưa tanh cơ à? Trời ơi, chưa thấy có Death Star lên tanh bao giờ đúng không? Ngạc nhiên chứ gì? Trời ơi, lần đầu gặp cũng sợ đấy. Trời ơi, Death Star tanh cơ, nghe cũng hợp lý. Ừ, cầm tanh tính ra thì mình thấy hợp hơn là cầm đam đấy. Tự nhiên thấy được phết. Death Star tanh cơ à? Nghe cuốn đấy nhở. Nếu mà con này cầm với cái găng thịnh nộ thì như nào ta? Nếu mà nó lên cùng với đó chính là cái giáp cùng nội thế nào nhỉ? Thì mình thấy chắc hợp thế. Không hút máu được nhiều cả. Nhưng mà cứ lên bùa đỏ đi. Ăn xong. Ăn này xong mới ăn bùa đỏ được ấy. Đây mình đây giờ đánh nhau nhiều quá. Mình cũng muốn farm ấy. Nhưng mà chắc lần này mình sẽ đi đánh, đi ganh thôi. Cầm tanker thì cũng không nên farm nhiều đâu. Cầm tanker chủ yếu là đi hỗ trợ với đi chịu đỡ đòn cho team. Cho team mình được rỉa. Nhưng mà farm chậm quá. Được chơi. Ok. Ui, nãy giờ đánh nhau mà chưa chết ai à? Ơ đồ đồ này. Kìa, rồi xong, một thằng chết. Ai coming? À đòi nhảy. Đòi đánh nhơn. Ừ. Mày luôn, đấm mày luôn. Ừ, Phan Hiu, đấm hết. Nhơn. Sao, né, tao lạng, ừ, tao không lạng được, tao chết. Rồi, hết đầu thai rồi, không sao, vẫn giết được nha. Tầm này win rồi đấy, trời ơi. Mất máu hơi nhiều, nhưng vẫn giết được. Trời ơi, game là dễ. Ây da, thì đâu, phải cần lên hai cái giáp nè. Công nhận trận này cũng lên đúng phết đấy, tem mình không có tanh mà. Rồi, tao né được rồi nha.
Rồi thôi tao về. Vô đấy. Đấm nhau đi. Đấm nhau đi, chưa thấy Deadshot lên tay bao giờ à? Chưa thấy Deadshot lên tay. Thôi mày. Tao tuyên bố là mày mạnh vãi nồi. Ra đời. Đấm đi ra đời. Đúng rồi. Không đấm được nữa thì chịu ấy. Ui trâu dã man ạ. Thế rồi. Thế nha. Ui phê vãi. Cho mình được không? Ui. Cảm ơn bạn nhá. Ui tim chuột. Trời ơi. Batman dễ thương thế nhờ. Bố. Hút đấy. Để mình dụ nó này. Ui đau thế. Không sao vẫn giết được. Đây này. Để mình dụ nó này. Anh em xem mình dụ này. Hất đi. Mày nhảy đấy. Mày bay đấy. Mày nhảy đi. À, mày đứng, mày nhảy, mày chơi. Nhờn. Tôi xong rồi. Ông John bị bắt rồi em ơi. Chịu nhá. Mình tanh thì mình tanh nhưng mà John bị bắt rồi. Chạy. Hết cỡ rồi bro, xin lỗi. Ôi gì đây? Ê. Có thấy không? Hay là bị mù? Đòi chơi. Đúng rồi, hay bạn. Đòi chơi. Mày múa. Ừ. Mày múa này. Ừ. Mặt văn heo. Văn heo này. Vô đấy. Ui thôi. Thôi sai rồi. Xin lỗi. Nha, đòi ăn mình. Bắt đòi ăn mình. Ê, nó về. Ôi, không nhận trâu thật đấy. Đánh khoái không chết. Không có đam. Đánh khoái thì đúng là đánh khoái không chết đấy, nhưng mà không có đam mới xui chứ. Nè, cây sơ này, để tôi bảo kê cho. Tôi bảo kê cho. Vô. À chúng mày sợ à? Chúng mày sợ à? Sợ à? Úi giời ơi, hồi máu như cô Tết. Bắn heo này. Bắn đi bạn ơi. Tôi tanh. Đây. Nhờn này. Hãy cho mày hút. Ôi không được rồi bạn ơi, mình xin lỗi nha. Mình hết cỡ rồi, mình không làm được gì đâu. Ê nha, căng thế. Vô đây. Tuổi. Nhơn, đây rồi. Ê nha. Bây giờ muốn thắng thì phải bảo kê thằng John. Phải bảo kê John mình mới thắng được. Rồi mình sẽ cố gắng, mình sẽ đứng chậm chậm lại để cho John được bắn nha. Chứ ông Alice bên tay mình câu vừa cho John không được. Rồi về đi bạn, chết đấy. Nhơn. Ấy. Đây rồi, để tôi. Thằng này để tôi. Sao cơ, về, làm gì nhau. Ui, trời ơi. Biết vậy về đi, ở lại giết với Batman làm gì không biết. Trời ông Batman, tem mình đánh dở quá. Bây giờ phải trông chờ vào John bắn rồi. Mà John không biết bắn được không hay không nữa. Bắn đi bạn ơi, bắn rìa đó. Ủa. Bắn đi, đúng rồi, đấy, đúng rồi, bắn tiếp kìa. Hay. John tầm này khỏe lắm, đấy, đúng rồi, có hầm mộ luôn. Ấy, tóc biến làm gì. Hay. Trời, hay quá. Ao nhây rồi, hay quá. Hay. Không sao anh em ơi. Không sao, vẫn đánh được. Cố lên. Yên tâm. Trời ơi, tôi là một người giúp anh em có nhiều năng lượng tích cực hơn. Đừng có chửi nhau làm gì hết. Cứ lên đánh đi. John bắn được.
tầm này chỉ cần cover cho John thôi là John bắt được hết. Thế này giờ cứ đi theo cover cho John thôi, để cho nó bắn cho. Ông Alice ông theo John nữa là được. Đấy, giờ mình sẽ đi theo John thôi. Đấy, giờ đi theo cover cho. Sợ là sợ ra ta thôi. Rồi, đánh đi, phá trụ đi bạn, phá trụ đi bạn. Còn lính không? Hết lính rồi đúng không? Lính rồi này, trời má, lính nó không vào thì mất dạy chưa? Ừ. Đây, cover cho, thằng nào dám nhảy, bắn đi bạn, mình cover cho, thằng nào dám nhảy, bắn cho. Bắn thoải mái bạn ơi. Mình đỡ cho, bắn thoải mái nha, đỡ cho, bắn thoải mái. Bắn đi, ủa? Ra đây! Đây là bạn ơi! Ui da! Đúng rồi, đấm đó! Hay! Ok, mình phụ cho. Win được nha, không thua được. Natalia nó AFK rồi. Thôi, nó tóc biến thì mình cũng tóc biến. Xong rồi mình win luôn, kệ chúng nó. Thằng Batman xong win, trời ơi! Ủa? Xong win? Nó hết anti rồi mà ta. Thôi về, cứ về đi đã, tính sau. Đây rồi, đây được chú tượng rồi. Quên, lên được nham thuẫn chứ ai lại kêu thú thượng. Đấy, nói chung là cứ cover cho thằng John nhá, cover cho John bắn là được. John bắn được là chơi được nhá. Cứ giữ cover cho John ấy. Tí thằng nào cứ nhảy vào là mình sẽ đỡ. Đấy, không có đam nhưng được cái châu. Ừ, đánh thì cũng có đam ấy. Đánh cũng đam một chút ép rồi chứ mà không. Đây rồi. Đúng rồi, chấp trụ luôn. Chấp lính, ui vãi à. Ui. Trời má nó hút máu kìa. Về đi. Chạy thôi. Chạy thôi. Mày gì? Gì đi. Mày gì? Mày hút. Mày đẩy. Mày đạp. Mày gì? Gì đi. Gì này. Gì đây. Gì đây. Đấy. Gì đây. À bay à. Vẫn bay à. Ây da. Về. Hết máu này. Nè. Ăn blue này cho ơi. Ăn blue đi bạn. Bạn ơi. Blue này. Thế thôi để mình ăn. Để mình ăn. Rồi win được rồi. Tập hợp. 4 người, 5 người mà. 5 đánh 4 không chốt cũng què. Trời ơi, tôi châu. Châu ác. Châu vãi nồi. Trời ơi, châu vãi. Thế con văn em bắn máy không chết ạ. Ôi, đã thấy sức mạnh của Dexter full tank chưa? Trời ơi, thử thách quá đơn giản, không có gì gọi là khó cả. Quá ghê gớm. I can cut the very chains of fate.